Vì vậy Đức Phật dạy thiền, pháp thiền thanh tịnh là yên trong lòng. Dù cho sông núi hoại không, hư không có hoại, tánh không hề gì. Thiền thanh Đức Phật có ghi, chỉ cần thanh tịnh không chi bận lòng. Hôm nay ta chỉ cho ông, tất cả vật lý lìa xong cho rồi. Nghe lời Phật dạy nên thôi, luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông. Nếu thực hiện được với lòng, chính là chân thật ở trong trần này. Hiện nay có rất nhiều người đăng tải trên mạng lấy biểu tượng cũng như danh từ của Thiền Tông, còn tranh luận và hơn thua. Vậy những người học Thiền Tông như vậy thì có đúng hay không ạ? Nó đúng là đây là cái tưởng của con người thôi. Là vì người ta đã quân tập vào cái đầu óc người ta thời gian dài rồi. Cái Thiền Tông này nó ra đời, nó nói, nó chuẩn lại, người ta không đồng ý. Bởi vì nếu mà theo Thiền Tông thì không thể nào cái thế giới vật lý này nó tồn tại được. Vì thế mà cũng không biết nói làm sao. Nhưng mà bây giờ thì thôi, bây giờ đây Thiền Tông là nói về sự thật của trái đất và vũ trụ này, cũng như nhân quả luân hồi. Thì Đức Phật cũng nói mà. Thì bây giờ á, thì cứ nói ra đi, thì chỉ có 5% đi vào, được truyền thiền đi tới thôi, còn bao nhiêu rất lui lại. Ổng cũng đã biết cái phần này. Vì thế mà mình cũng không trách ai đâu. Thành ra bây giờ đó mình mới hiểu rằng thế giới vật chất này là nó giải quyết toàn bộ những người sống ở trên trái đất này. Còn cái Thiền Tông là nó chỉ rõ rằng cái vật chất càng nhiều thì cái sức hút vật lý nó càng mạnh, thì nó kéo con người không thể giải thoát được. Vì thế mà Đức Phật khuyên cố gắng chứ giờ biết sao. Vì thời Đức Phật ổng còn toàn năng toàn giác mà không dạy được, các đời tổ cũng không dạy được. Thì cái thời này là cái thời Đức Phật ấn định để mà công bố quyền ký ra, thì cái chống đối còn dữ dội nữa. Thì dù có chống đối hay gì cũng được, bây giờ ông Phật bảo công bố quyền ký ra bằng luật pháp, ai chấp nhận thì chấp nhận, không chấp nhận thì thôi. Nhiệm vụ của một vị Phật là phải giải 6 pháp môn tu, 5 pháp môn đầu thì giải cái thời kỳ độ đồng, còn cái pháp môn sau cùng là dạy thời kỳ nguyên tử. Có ai chấp nhận không chấp nhận thì thôi, là nhiệm vụ của một vị Phật. Và nhiệm vụ vị Phật thì cũng nhờ người hậu lai công bố này ra để cho nhiều người biết. Nhờ người biết rằng đạo Phật nó có cái tinh hoa của nhân loại là cái pháp môn thứ 6 này. Thì chùa Tân Diệu có cái bổn phận phải công bố ra thôi. Còn ai chấp nhận không chấp nhận thì thôi, chứ đâu có nói gì. Khi công bố ra rồi thì tất cả những câu hỏi sẽ được đặt và sẽ trả lời hết. Trong thời gian khi hết câu hỏi thì sẽ cái dòng Thiền Tông này sẽ đóng lại. Rồi câu hỏi. Thần lập đạo và một vị toàn năng toàn giác lập đạo thì con tạm hiểu. Còn thánh lập đạo ra là vì mục đích gì? Xin bác giải thích cho con được rõ. Ở thế giới này nè, thần người ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì được xếp vào loài thánh. Mình phải hiểu đó, thần thì gọi là quản lý, người cái tưởng để đi luân hồi. Còn thánh đó, là đưa nền văn minh không gian cho loài người biết. Và cũng từ loài thánh này quỷ diệt trái đất, và quỷ diệt cái thế giới này là cũng do loài thánh này. Vì thế mà tất cả những người mà muốn hiểu về cái không gian này thì do thánh là, chứ không phải ai đâu. Thần không làm được cái này, mà con người cũng không làm được cái này. Vì thế mà tất cả mình mới để ý nè, tất cả những đạo mà thánh lập thì nó có rất căn bản, nhưng có một điều là cái giải thoát là không biết thôi. Còn tất cả về vật lý thánh làm được hết. Để chi? Để đưa con người lên văn minh, rồi để đưa con người quỷ diệt.
Đó, thánh là có cái chuyện đó. Vì thế mà nó mới có ba thời kỳ lập đạo: thời kỳ thứ nhất thần, thứ hai là toàn năng toàn giác, thứ ba vị thánh. Bởi vì khi mà Thái tử Tất Đạt Đa cứ nói là khi mà ông ở nước Văn Lang, Hùng Y Dương ông có tuyên bố là khi 522 năm sau sẽ có vị thánh lập đạo. Đây là cái đạo có chuẩn mực nhất ở thế giới này. Là cái đạo này cũng là cái đạo đưa nền văn minh không gian đi đến với con người. Đó, thành ra mình thấy thánh lập đạo quan trọng lắm, là giải quyết được tất cả những cái chuyện gì có mặt ở trên trái đất này. Nhưng mà có một điều là không giải thoát được thôi, chứ còn hoàn toàn vị thánh lập đạo hoàn toàn rất đúng là với cái hoài bão của một con người bình thường thôi. Còn con người giải thoát là không được. Rồi con hỏi tiếp đi. Con theo dõi các kỳ đại lễ Vê Sắc có nhắc đến danh từ đạo Phật là tinh hoa mà không nghe giải thích tinh hoa là gì. Vậy tinh hoa, đạo Phật là tinh hoa của nhân loại là như thế nào? Xin bác giải thích rõ. Tinh hoa nhân loại là đạo Phật đã giải thích được là từ hữu hình vô hình, quy luật nhân quả luân hồi, và đồng thời quý diệt trái đất này đi theo tuần tự của nó. Bây giờ không có cái đạo nào mà giải thích được cái càn khôn vũ trụ. Duy nhất chỉ có Thiền Tông mới giải thích được cái càn khôn vũ trụ này. Và chưa có cái đạo nào mà giải thích được cái tam giới. Thiền Tông giải thích được cái tam giới. Thiền Tông mới giải thích tại làm sao có nhân quả và tại làm sao có luân hồi. Muốn thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi thôi bằng cái công thức đi. Thiền Tông có giải thích được tất cả những cái công thức, gọi là 12 công thức luân hồi và một công thức trở về Phật giới là 13. 13 cái điểm này thành ra đạo Phật được xếp vào tinh hoa của nhân loại là cái điểm này. Nhưng mà cái này đó là do cái Thiền Tông nói lại thôi. Còn vấn đề mà tất cả những vị mà tổ chức về lễ thì cái này mình cũng không dám can thiệp vào, là vì người ta tổ chức theo kiểu quốc tế mà, một tiếng nói người ta thế giới ta nghe. Còn mình ở đây chỉ có cái bổn phận công bố quyền ký ra và giải thích tất cả những gì mà Đức Phật muốn nói về thế giới này, cũng như muốn thoát ra quy luật cái thế giới này. Vì thế mà trong đạo Phật nó có nói là giải quyết được cái sanh tử luân hồi, diệt được cái sanh tử luân hồi. Mà muốn diệt được sanh tử luân hồi phải đi ra ngoài thế giới vật lý thì mới dài ra, mới thoát được. Chứ ở trong thế giới, ở trái đất này hoặc tam giới này hoàn toàn đâu, dù ở đâu cũng phải là sanh lão bệnh tử hết. Trời cũng sanh lão bệnh tử mà là người cũng vậy, thú cũng vậy. Trời thì thời gian nó dài hơn, nó sanh lão bệnh tử nó cũng dài hơn, nhưng nó không thoát được cái này. Vì thế mà đạo Phật Thiền Tông mới giải thích được chỉ cái công thức để trở ra ngoài cái quy luật này, còn thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi. Nó đạo Phật Thiền Tông nó hay đến hai chỗ đó. Thành ra thế giới mấy các nhà trí thức, các nhà vật lý học người ta khen đạo Phật có cái tinh hoa nhân loại là cái ý này nè. Chứ không phải ngoài cái, chứ không phải là cúng tụng cầu sinh là tinh hoa nhân loại đâu. Tôi hiểu chỗ này. Vì các nhà khoa học, nhà dữ liệu học, ta muốn khen cái gì là phải có bằng chứng cụ thể. Mà ta đã nhìn thấy được cái Thiền Tông giải được cái này, ta mới khen vậy thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, người đã mất mà thành cô hồn thì không được về nhà ở trước đây nữa. Vậy trường hợp nào khi mất mà được về nhà ăn đồ cúng ở gia đình ạ? Bây giờ nếu mà ở trong gia đình thì phải làm hương linh hoặc hương hồn thì mới ăn đồ cúng thôi. Rồi ở đó rồi giờ từ từ sắp đặt đi theo cái quy luật nhân quả luân hồi, làm vợ chồng con cái với nhau là đi theo cái dòng tộc. Còn đã đi ra làm cô hồn rồi thì thôi, đâu có vô nhà được. Cái đó là quy tắc mà, giống như mình ở đây có đứa con nào mà nó theo giang hồ theo làm sao nó vô nhà được, phải không? Gọi là gia đình từ đó, mày theo giang hồ mày không được về vô nhà. Đó là cái thế giới vật lý nó vậy.
thì ở kia bằng dương gian âm phủ đồng nhất lý. Dương gian có người tứ đại, đi giang hồ thì không được vô nhà. Còn ở thế giới vô hình, nếu là làm cô hồn các đảng thì không được vô nhà, vô trong dòng tộc được. Đó là nó phân định rõ ràng như vậy. Vì thế mà nó mới nói là có cái chuyện mà cô hồn các đảng, nó có danh từ gọi cho những cái thành phần này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, nghiệp âm hay nghiệp dương sau khi vào trung tâm vận hành luân hồi thì bị tan rã ra. Sau khi tan rã thì nghiệp đó trở về không, tức là không còn nghiệp phải không ạ? Bây giờ âm dương mình phải hiểu thế giới này gọi là thế giới âm dương. Âm là đen, dương là sáng. Mà tất cả những gì mình tạo ở đây, cái âm thì nó gọi là ác đức. Cái âm mà nó cao gọi là phước đức, phước đức âm là ám chỉ cho những người giàu có đó. Cũng nghĩa là anh có nhà hơn người ta, tiền bạc hơn người ta, gọi là phước đức âm. Có nghĩa là phước đức nó ở trái đất này gọi là âm. Còn phước đức dương có thoát ra ngoài trái đất này, nó đi ba cái bầu hoàng đạo, 2, 3 và 4, nó thuộc về phước đức dương. Dù ở đâu như vậy thể có phước đức âm, phước đức dương. Còn cái công đức á, thì nó cấu tạo bằng cái điện từ quang. Vì thế mà nó không có lưu hành trong cái âm dương này được, thành là bắt buộc thần phải bôi để cho nó lưu hành ở đây. Nhưng mà phải hiểu thế này nè. Cái ác đức là cái gì? Cái âm, cái điện âm nó nhiều quá thành là ác đức chứ không có gì rồi. Còn cái phước đức dương nhiều quá thì nó là phước đức dương. Nhưng mà nó cấu tạo bằng cái gì? Nó cấu tạo bằng điện từ dương. Phước đức âm thì hoặc ác đức nó cấu tạo bằng điện từ âm. Khi nó vào trung tâm vận hành luân hồi thì bắt buộc là vào đó cái điện từ âm dương nó không còn quay được. Vì thế mà điện âm nó trở về điện âm, điện dương nó trở về dương. Thì tất nhiên phước đức và ác đức tự nó trở về không trở về cái vị trí của nó. Vì thế mà những người mà ta đã vào đó, ta thường thường ta thốt ra một thế này: nghiệp chướng bổn lây không, nghiệp ác hoặc là nghiệp phước nó không thực thật, nó là cấu tạo bằng một cái màu đen và cái màu trắng thôi, chứ không sự thật nó không có đúng. Đó, vì thế mà tất cả những ác đức, phước đức vào trung tâm nhà hồng nó trở về cái điện từ âm dương của nó thôi. Nó không thật. Vì nó là quyển có ở trong cái thế giới luân chuyển này thôi. Vì thế mà nó vô trung tâm điện hồi luân hồi nó không có luân chuyển, thành ra nó điện từ âm nó trở về âm, điện dương nó trở về dương. Thì mỗi người vào đó người ta mới thốt ra được cái câu chuyện này. Ta nhìn thấy cái ác đức của người ta tự nhiên nó bay vào trong không gian, nó không thực thật. Cái phước đức cũng bay vào trong không gian về với điện âm dương của nó. Vì thế mà người ta nói là nghiệp chướng bổn lây không là chỗ này. Thấy không? Mà ở thế giới này tồn tại vĩnh viễn là cái gì? Là công đức. Mà công đức không sử dụng trong thế giới này mà phải sử dụng ở trong Phật giới. Vì thế mà chư Phật vào đây, tánh Phật vào đây mục đích là tìm cái gì? Tìm công đức. Nhưng mà qua vô đây bị cái ảo giác của 16 tứ tánh người, nó không có làm nhớ là mình phải tạo cái công đức, mà nhớ tạo phước đức không. Đó, vì thế mà Thiền Tông ra đời để mà nói cho rõ ràng, cho biết vậy thôi. Còn nhưng mà nó khó chứ không phải đâu. 100 người tu Thiền Tông mà khi mà tu 5-10 năm rồi sẽ thấy tất cả như nó sẽ rơi rụng hết. 100 người chỉ 1-2 người đi tới thôi. Còn bao nhiêu nó cũng theo quy lực, lực hút vật lý mà. Thế giới này nó bắt buộc phải hút theo vật lý, khó thoát là lắm. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con nghe Thiền sư Thích Thanh Từ nói về 11 trân châu, con chưa rõ nghĩa là gì ạ? 11 trân châu này đó là thập mục ngũ đồ.
Có nghĩa là người ta tưởng rằng mình ngồi mình tu, một con người mình là nó sân si nhiều, tu để nó thoát ra cái sân si này. Nhưng họ làm một cái điều đó là con người ngồi tu, bởi vì sau cùng của là nếu mà nói về bên A-la-hán á, nó có bốn cái cấp tu thôi, tứ quả tinh văn á. Tu sau cùng để là chứng đắc thế giới này, còn tu mười một trăng trâu là mười một này tu. Một con người mà không hiểu gì, tu để sau cùng một người hiểu rất rõ về thế giới này thôi, hiểu rất rõ về thế giới, nhưng mà quy luật thoát ra không được, nó không thoát, cách nào thoát ra được. Có nghĩa là con Đức Phật dạy á, cái con trâu thế giới này, nếu mà thế giới này mạnh nhất là con trâu, tất cả vì con trâu mạnh nhất. Mà con trâu đen tu trở thành con trâu trắng, tất nhiên con người đần độn tu trở thành con người hoàn chỉnh. Dầu đần độn hoàn chỉnh cũng là con người thôi, con trâu vẫn là con trâu, không thoát ra được cái quy luật này. Đó, vì thế mà trong cái này không phải ông Thanh Từ ông nói đâu, mà đây Đức Phật có dạy là mười một chân trâu, có nghĩa là thập một ngu đồ, mười cái tầng bậc tu để thoát ra cái từ con người khôn, con người dạy đến thấy con người khôn thôi. Nhưng mà khôn dạy cũng là con người, không thoát được cái quy luật này. Mà chỉ có thiền tông mới hiểu, mới chỉ cái cách thoát ra quy luật này thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, có một vị tu theo pháp môn thiền tông mất, nhưng người nhà không tu theo pháp môn thiền tông. Khi an táng, người nhà bỏ hết 10 quyển sách, yếu chỉ mà người này được chùa thiền tông cấp. Như vậy có bị sao không ạ? Không, thế giới này không sao. Có nghĩa là ta cấp anh không công nhận thôi. Có nghĩa là anh không công nhận giải thoát thì anh phải công nhận đi luân hồi, có vậy thôi. Có nghĩa là chấp nhận đi theo quy luật nhân quả luân hồi. Còn cái chuyện mà chùa Tân Diệu cấp giác ngộ giải thoát, anh không chịu thôi, anh đi theo luân hồi, có gì đâu, có không có ăn thua gì hết á. Nhưng mà có nên nhớ nè, khi anh bỏ anh đừng có chê. Chê thì anh đi theo cái được phỉ báng đó. Anh thiền tông mà anh vô rồi mà anh chê rồi anh phỉ báng thiền tông thì cái hậu quả nó đi theo hai con đường, một vô rừng, hai là 18 tầng địa ngục. Anh muốn đi đâu đi, thấy không? Phải hiểu cái chỗ này chứ không sao. Vì thế mà Đức Phật ông nói là tất cả những gì chửi Đức Phật không xa, không ăn thua gì hết. Chửi Đức Phật tội nặng nhất xuống 18 tầng địa ngục ở thôi, 18.000 năm cũng trở lời. Nhưng mà có một điều là khinh chê cái thiền tông này. Mười ông Phật ra đời cũng không có thể nào tiếp cận được. Bây giờ đã chê rồi một cái là nó quay. Nó quay thì mỗi cứ 10.000 năm một ông Phật đi, mà 10 lần thì đã bao nhiêu. Mà đây là Đức Phật cũng nói ít chứ, mà ông nói là tới kêu bằng vô lượng kiếp đức, vô lượng Đức Phật ra đời cũng không chấp nhận, không tiếp cận được cái thiền tông này. Có nghĩa là anh đã chê rồi thì khó mà tiếp cận được cái thiền tông này lại. Mà cái này Phật nói rất sâu xa, những người nào hiểu sâu thì mới hiểu cái này. Còn nếu mà hiểu cạn cạn chắc cũng khó mà tiếp nhận cái thiền tông này lắm. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con lặp lại. Có một vị tu theo thiền tông khi mất, nhưng người nhà không tu theo pháp môn thiền tông. Khi an táng, người nhà bỏ hết 10 quyển sách và yếu chỉ vào trong hòm cho người mất, thì người này có bị sao không ạ? Có nghĩa là người ta chê cái này thì không thể tiếp cận. Có nghĩa là chê cái này thì cái giác ngộ giải thoát hoàn toàn không tiếp cận nữa. Không phải đời này đâu mà 1.000 đời sau cũng không tiếp cận được cái thiền tông này. Đã chấp nhận, đã bỏ rồi. Thì đây là cái quy luật vật lý mà. Có nghĩa là anh chê nó rồi thì không khi nào nó trở lại. Nghe không? Cái đó là ông Phật đã nói rồi. Vì thế mà khi mà chê được thì một vạn Đức Phật ra đời chưa chắc để tìm lại được. Cái đó là lời Đức Phật nói như vậy.
Rồi con nghe tiếp. Thưa bác, là cái người nhà bỏ hết yếu chỉ và 10 cuốn sách vào trong hòm cho người mất luôn á. Thì người ta chê rồi, người ta không đồng ý, thôi cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Cái đó theo quy luật vật lý, phải chịu thôi. Ý của cái câu của cái người hỏi này á, là người ta hỏi là mặc dù gia đình bỏ yếu chỉ hay là những cái cuốn sách về thiền tông vào trong cái quan tài, nhưng mà cái người đi theo đạo Phật thiền tông đấy, người ta vẫn một lòng với đạo Phật thiền tông, thì họ có bị ảnh hưởng gì bởi cái hành động của người nhà là bỏ cái bằng yếu chỉ, cái giấy chứng nhận yếu chỉ thiền tông và cái bằng về cái bí mật thiền tông cũng như những cuốn sách vào đấy, thì ảnh hưởng gì đến cái người tu đấy không ạ? Mặc dù họ đã mất rồi ạ. Đấy, đấy, cháu nghĩ đấy nó mới là cái ý mà của cái câu hỏi này muốn hướng đến á. Cái người mà tu thiền tông này không ảnh hưởng gì hết, bởi vì người ta đã đi rồi. Mà cái người ở lại đó, cái hành động của người ở lại nó mới ảnh hưởng thôi. Cái người đã, người ta đã tạo được cái công đức hay gì đó của người ta đi theo, nó không ảnh hưởng gì hết. Có nghĩa là người ta đi mất rồi, thì trong năm, nếu mà người ta về Phật giới trong 5 giây người ta đã đi rồi, còn cái chuyện thế gian muốn làm gì làm, không ảnh hưởng gì. Nó không ảnh hưởng gì cái này hết. Mà ảnh hưởng là cái người ở lại. Có nghĩa là người ở lại không chấp nhận cái này. Nó thẳng ra là người ở lại không chấp nhận, mới đem chôn cái này. Đem chôn vô hòm này, một là chôn hay là thiêu cũng vậy. Có nghĩa là nó, có nghĩa là khước từ cái thiền tông này. Thì một lần khước từ, một vạn Đức Phật ra đời chưa tiếp nhận được. Cái đó theo quy luật nhân quả của nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Có lần con nghe bác giải đáp là Ni Sư Đức Thảo đã từng phổ biến huyền ký vào thời Đức Phật Ca Diếp. Vậy là vị này đã có công đức vô lượng, tại sao không về Phật giới mà lại còn tiếp tục phổ biến vào thời Đức Phật Thích Ca? Cái này là cái nguyện của người ta, mình sao biết được. Có nghĩa là có nhiều người ông tổ đi theo cái dòng thiền tông mấy đời làm tổ chứ không phải ấy đâu. Cái đó là cái nguyện của người ta. Còn cái chuyện mấy cái người này nè, người ta muốn về Phật giới lúc nào về người ta về. Người ta hiểu hết á. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà tìm một cái người thứ hai để mà tiếp nhận cái thiền tông không, không có. Vì thế mà Long Nữ phải bắt buộc phải đảm nhận cái chuyện này. Mình đối với mình đó là mấy ngàn năm nó lâu chứ đối với người ta nó rất đơn giản, không có thua gì đối với người ta hết. Người ta cái nguyện mà. Bởi vì khi mà Đức Phật Thích Ca có nói là tất cả những người ở đây muốn mà nối tiếp dòng thiền tông tạo công đức thì đi theo dòng thiền tông. Chứ ngoài ra không có cái gì, không có ngoài ra, không có cái dòng thiền nào mà có công đức hết, chỉ có thiền tông mới có công đức. Vì thế mà có nhiều vị đồng ý đi theo, tiếp đi theo theo cái dòng thiền tông này để mà phổ biến, để người ta tạo công đức thôi. Còn chuyện đối với về Phật giới là những vị này rất đơn giản thôi. Không, người ta hiểu mà. Tất cả những người mà muốn về Phật giới thì trong vòng một đời này, hai đời người ta muốn về thì tự nhiên người ta về được. Vì chư Phật sẽ giúp người ta về. Thấy không? Chư Phật sẽ dẫn, phải chỉ con đường người ta về. Cái đó thì bởi cái nguyện của người ta. Bởi vì cái dòng thiền tông này nó đặc biệt, chứ không phải đơn giản như những cái chùa vật lý đâu. Chùa vật lý thì rất dễ, nhưng mà chùa thiền tông rất khó. Thiền tông mà nếu mà không có những cái người có cái đầu óc trí tuệ thì không thể phổ biến cái này được. Nếu mà thiền tông mà không có cái thiền tông nó nói bây giờ nó có mặt ở tại ở nước Việt Nam nền bao lâu. Nếu mà tính hồi Thiền Sư Ni Đức Thảo 1950, bây giờ mới phổ biến ra, thì mấy chục năm sau, thì cũng phải tính, người ta phải tính như thế nào, cũng phải tính sao, cho cái thiền tông này phải phổ biến ra, đừng có trở ngại, nha. Chấp nhận cho người ta chửi, nhưng mà không có trở ngại, chửi thì chửi, nhưng mà thiền tông vẫn được lưu hành. Nó chỉ dù có gian khổ gì, đối với người ta không thành vấn đề đâu.
Thành ra những cái người mà có cái nhiệm vụ phổ biến này thì người ta cũng phải có cái kiên trì, chứ không phải là muốn kêu bằng làm sơ sơ được đâu, rất rất khổ sở. Thì mình phải hiểu rằng cái Thiền Tông nó ra đời nó rất khó, bao nhiêu người đều chống đối hết, chứ không phải là một hai người chống đối đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Theo con đọc sách, các kinh sách thì con hiểu rằng tất cả kinh sách của Đức Phật để lại đều do Ngài A Nan Đà biên chép và qua sự kiểm duyệt của Đức Phật. Vậy huyền ký và giáo lý Đức Phật giao cho Long Nữ vào trước thời Đức Phật lập giáo đoàn, vậy thì những quyển sách đó là do ai biên soạn ạ? Cái này là do ông Thích Ca chứ không do ai. Của ổng thì ổng đưa ra. Ổng đưa cho Long Nữ. Bây giờ không phải là ổng ấy đâu, mà mình nhớ rằng ông Thích Ca ổng thành Phật ở đâu? Ở cõi trời Đâu Xuất á. Thì ổng xuống đây thì nói thêm nó, ổng đã lớn rồi, ổng đã hiểu rồi, ổng viết là hết. Vì thế mà ổng viết như thế nào không biết, nhưng mà 24 tuổi ổng mới cầm đem qua bên nước Văn Lang giao cho Long Nữ. Có nghĩa là ông viết năm 20 tuổi, 21 tuổi vậy đó, ông viết trước rồi. Thì ông mới có tài liệu mới giao cho Long Nữ. Mà trong cái năm cái quyển này thì có cái quyển giáo lý, ông viết bằng kinh vô tự, viết bằng chữ điện từ. Nó không biết hồi xưa ông viết bằng cái gì không biết, nhưng mà ông viết bằng điện từ. Vì thế mà giao cái quyển giáo lý ra đó, thì Long Nữ mới nhìn thấy không có chữ, thì ông nói Thái tử đưa tôi mấy quyển sách kia có chữ mà tại sao cái này không có chữ. Thì ông mới hỏi Long Nữ chứ tôi đưa cho cô cái hạt gì, là cô biết cái đó không? Ông nói đưa là cái hạt Minh Châu, đây là cái hạt này để mà xem kinh vô tự. Vì thế mà Long Nữ mà lấy cái hạt Minh Châu này rọi vô cái quyển này, nó hiện chữ ra hết rồi, rồi mấy trang giấy là không biết rồi, đóng lại rồi để về nhà. Vừa đọc cái này thì những chữ nó hiện ra thì Long Nữ biết hết, ba trang là biết hết, nó đóng lại. Thì Thái tử Tất Đạt Đa mới xác nhận là Long Nữ đã kiến tánh, thì xứng đáng là con người nối tiếp có nhiệm vụ là phổ biến cái Thiền Tông này ra. Nó mỗi người nó có cái nhiệm vụ, nên nhớ nè. Mà thành ra về sau á mới hiểu là Long Nữ chính là cái người đã giúp ông Phật Ca Diếp phổ biến cái này ra. Nó thì mới ông Thích Ca mới nói nhờ vậy mới nói nhờ Long Nữ. Chứ nếu mà Long Nữ mà không giúp ông Phật Ca Diếp thì chắc lẽ là không được. Vì thế mà từ Ấn Độ xa xôi mới qua Văn Lang để mà tìm cái Long Nữ này. Thì nó có cái cốt truyện của nó. Rồi hỏi tiếp đi. Con đọc quyển sách của nhà văn Nhật Hiroshi Fujimoto, và họ cũng nói về nền văn minh không gian. Vậy về theo hiểu về cái nền văn minh không gian của Đạo Phật thì có giống nhau và khác nhau như thế nào ạ? Này, văn minh không gian có nghĩa là ta lấy cái sự hiểu biết từ không gian đem về sử dụng cho thế giới này thôi. Dù ai, nước nào ta hiểu về nền văn minh không gian thì ta hiểu giống nhau. Nhưng mà cái nguồn gốc á, thì không giống, nguồn gốc không giống. Nguồn gốc mỗi người hiểu một kiểu, Thiền Tông nói khác, mà nhà khoa học nói khác. Này cũng biết rằng lấy từ nền văn minh không gian, nhưng mà mấy ông kia không hiểu tại làm sao nó có cái này. Rồi nó khi mà nó mất, nó sẽ đi về đâu? Mấy nhà kia ta không hiểu. Mà chỉ cái Thiền Tông ta nói rõ ràng, có nghĩa là 10.000 năm đem ra sử dụng mấy ngàn năm hết, phải trả về không gian, có vậy thôi, nó có liên tục vậy, nó theo cái quy luật của nó. Mà chỉ Thiền Tông mới giải thích được cái này thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Có lần bác giải đáp là người theo pháp môn Thiền Tông thì chỉ có hai con đường để đi. Một là giải thoát, hai là hầm 10 tỷ năm. Vậy trường hợp nếu không đủ công đức không giải thoát được và cũng không tạo nghiệp thì nên không xuống hầm 10 tỷ năm.
vậy thì họ chết sẽ đi về đâu? Cái câu hỏi này nó sai. Có nghĩa là con người á, là một cái người kêu bằng không tu á, thì 12 con đường luân hồi đi đâu cũng được. Mà khi một con người tu vật lý rồi đó, một là anh giác ngộ giải thoát, còn không giác ngộ giải thoát mà anh lợi dụng cái đạo Phật, anh làm tiền người ta đó, thì một là anh vô rừng ở, hai là 18 tầng địa ngục, anh muốn đi đâu anh đi. Có nghĩa là người tu tiên chiến với nhân quả đó, nó hai con đường đi. Còn cái thiền tông này anh vô đây đó, thì một là anh trở về Phật giới, hai thì cũng 18 tầng địa ngục, anh muốn đi đâu đi. Thấy không? Nhưng mà nên nhớ một điều á, là cái thiền tông này nó không vô rừng được. Là một là anh vô 8, còn cái người mà triệt phá thiền tông mới xuống hầm 10 tỷ năm thôi. Anh triệt phá thiền tông, anh vô anh lợi dụng đạo thiền tông mà triệt phá thiền tông, tìm đủ cách phá thiền tông, chắc chắn là cái hầm 10 tỷ năm anh phải vô đó, không làm quả báo được. Quả báo là anh lừa ta lấy tiền á, gọi là làm quả báo. Nghe không? Có nghĩa là tu thiền tông, một là anh giải thoát, hai không giải thoát anh xuống hầm 10 tỷ năm anh ở, anh triệt phá đó, còn mấy thì 18 tầng địa ngục anh đi đâu đi. Có hai con đường đi thôi. Có nghĩa là dòng tộc không được quyền vô, dòng tộc đã từ chối anh rồi. Có anh vô đây thì anh đâu có sát sanh đâu mà anh làm loài thú, phải không? Nó phải hiểu vậy. Giờ con hỏi tiếp đi.